với Theo và trong buổi Zoom có ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để học tập với em Theo từ buổi sáng cho đến giờ lúc này, để chúng ta cùng nhau có một cái môi trường để học tập và phát triển. Nếu như anh chị có cái câu hỏi nào thì anh chị có thể hỏi ở đây giúp em ha, bởi vì em là cái người đồng hành hỗ trợ cho các anh chị trong cái chuỗi huấn luyện thu hút thành công tiền bạc bằng lưu hấp dẫn. Nếu như mà anh chị không có hỏi em á thì chưa dễ để mình có thể vượt qua và giải đáp những cái vấn đề của mình. Cái tốt nhất là mình hỏi luôn cái người hỗ trợ cho lẹ ha, thì em chỉ cần gỡ rối hoặc là đặt câu hỏi thì giúp cho các anh chị vượt qua rất là dễ dàng. Và chúng ta không có ngại được mà. Bao nhiêu số anh chị đã từng nghe cái tư duy rằng là cái tôi càng cao thì thành công càng thấp ạ. Cái tôi càng cao thì thành công chưa được lớn các anh chị. Và anh chị hãy nếu chúng ta có một cái thói quen khiêm nhường và luôn học hỏi và luôn phát triển thì giúp cho anh chị có cái thành công rất là lớn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái người mà họ có cái tôi lớn họ sẽ không dám hỏi các anh chị. Bởi vì họ sợ rằng là khi mà hỏi thì sẽ bị người ta phát hiện rằng là mình không có cái hiểu biết ở đâu đó. Họ sợ rằng là người ta sẽ nói rằng là mình không có được thông minh này kia. Nên là họ sợ nhiều quá nên họ không dám hỏi luôn. Và họ giấu đi cái sự không hiểu biết của mình. Và giấu hoài thì sao ạ? Thì khỏi giỏi luôn. Thì cuối cùng cả một cuộc đời không có biết làm sao để mà thay đổi luôn. Thì các anh chị có muốn giống cái người đó không ạ? Hay là chúng ta có vấn đề ở đâu, chúng ta có thắc mắc gì là chúng ta hãy hỏi luôn các anh chị, để mà chúng ta có kết quả tốt nhất anh chị ha. Rồi anh chị có thể ghi câu hỏi ở đây ha. Làm thì sẽ giải đáp cho các anh chị. Và trước khi mà giải đáp thì em có phân tích lại cho anh chị một cái nội dung rất là quan trọng trong cái nội dung huấn luyện hồi nãy của câu lạc bộ, được không các anh chị ấy? Rồi em sẽ lưu ý các anh chị một vài cái nội dung như sau. Tại vì em không biết cái sự cảm thụ các anh chị như thế nào ạ. Đấy. Nên là em sẽ hướng dẫn lại các anh chị ha. Rồi, thì trong cái nội dung hồi nãy anh chị được học một cái nội dung nó khá là quan trọng trong cuộc sống các anh chị. Đó chính là người thành công thì họ luôn vậy luyện cái thói quen là tập trung vào chính mình. Đó, thì tối nay chúng ta sẽ luyện cái thói quen đó chính là tập trung vào cái chính mình đó các anh chị, tập trung vào con người của mình. Và mở đầu cái đoạn ngày hôm nay các anh chị có được học đúng không ạ? Đó chính là chúng ta hay có thói quen là tập trung vào cái thành công của người khác, tập trung vào cuộc sống của người khác, đúng không các anh chị? Và chúng ta hay có tập trung vào cuộc sống người khác. Thấy người ta có tiền là bắt đầu chúng ta thấy người ta có thành công về tài chính là bắt đầu chúng ta lại đặt những cái câu hỏi và chúng ta bàn tán, chúng ta soi mói, chúng ta xăm soi, chúng ta ý kiến gì cò nói chung nó đủ hết về cái cuộc đời của họ. Nhưng mà cái điều mà hồi nãy các anh chị phải lưu ý là anh chị được nhắc là gì ạ? Mỗi người họ sẽ có mỗi một cái trường năng lượng khác nhau. Họ sẽ có một cái sứ mệnh, cái số phận, một cái sứ mệnh của họ riêng. Và họ được tạo ra bằng chính cái quyết định và cái mong muốn của họ. Và họ tạo ra được cái sự thành công đó là cái điều, cái quyết định, từ cái quyết định cuộc đời của họ các anh chị. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải tập trung vào cái kết quả của ai ạ? Kết quả của ai các anh chị? Kết quả của mình. Chúng ta phải tập trung vào kết quả của mình. Vậy nên là chúng ta hãy đừng có xăm soi hay bàn tán về cuộc đời người khác nữa, để cho họ đi. Họ thành công được thì càng tốt, mà họ không thành công được thì đó là cuộc sống của họ. Và chúng ta hãy cứ lo cho cái cuộc sống của mình, được không các anh chị ơi? À, chị Tài có nói rằng là hôm nay á, là chị được hiểu về mâu thuẫn bên trong. Làm thế nào để mà chị có thể thay đổi tốt hơn? Ok, ghi nhận câu hỏi chị Tài. Đây là cái câu hỏi mà chị Tài đúng chắc là đang hỏi đúng vấn đề luôn nè. Anh chị hình dung không ạ? Là chị biết rằng là chị đang thiếu ở đâu và chị cần phải hỏi. Câu hỏi của chị Tài với câu hỏi anh Tommy là em xin ghi nhận ha. Rồi, cái ý đầu tiên anh chị nhớ ha, là chúng ta phải lưu ý là chúng ta không có bàn tán về cái cuộc sống người khác nữa. Bao nhiêu số anh chị đang có thói quen đó ạ? Và nhiều số anh chị đang có thói quen rằng là cứ phải thấy người ta là cứ bàn tán về cuộc sống người ta. Và em rất ít khi làm điều đó lắm các anh chị. Và mình rất là ngưỡng mộ người thành công mà dù có, nhưng mà mình hay dành thời gian chính cho cái mục tiêu của mình, cái cuộc sống của mình các anh chị. Mình ngưỡng mộ xong rồi là mình phải quay lại về cái cuộc sống của mình liền, cái mục tiêu của mình liền. Chứ chúng ta không có phải tập trung quá nhiều. Tại vì chúng ta chỉ có cái năng lượng rất là ít để chúng ta tạo ra sự thành công cho chúng ta.
Ok, rồi. Và một cái điều số 2 mà anh chị lưu ý về cái sự mâu thuẫn đúng không ạ? Và khi mà anh chị tập trung chính mình đó là sao ạ? Khi mà mọi chuyện trong cuộc sống các anh chị nó không được như anh chị mong muốn. Rồi, cái ý số 2 các anh chị là mọi chuyện trong cuộc sống các anh chị nó không được như anh chị mong muốn là sao ạ? Không được anh chị mong muốn, nó không vui, nó không hạnh phúc. Bao nhiêu số anh chị biết rằng là cái việc mà anh chị không hạnh phúc là do đâu các anh chị? Là do trong cuộc sống anh chị nó xảy ra cái điều mà anh chị không muốn nó nhiều hơn cái điều anh chị muốn. Bao nhiêu số anh chị rằng là nếu như mà xảy ra cái điều mình muốn cái là mình vui vẻ, mình mừng hí hửng rồi các anh chị. Nếu như trong cuộc đời này mà cứ mỗi ngày mà nó có những cái chuyện mà nó xảy ra đúng như ý anh chị muốn là anh chị mừng rất là mừng hí hửng luôn. Mừng là gọi là vui vẻ, hạnh phúc rồi yêu đời rồi ca hát tung tăng múa mấy cả ngày luôn. Đó. Thì đó là anh chị, nhưng mà nó có cái chuyện gì nó xảy ra không đúng ý anh chị là bắt đầu là nó sẽ xung đột, à nó sẽ buồn chán, nó sẽ bức xúc, nó sẽ này kia. Vậy thì nếu như trong cuộc đời các anh chị mà nó có những cái chuyện nó không như ý anh chị muốn, ví dụ như tài chính, sức khỏe và mối quan hệ, thì anh chị hãy nhớ một điều rằng là do đâu ạ? Do nó bị mâu thuẫn ở đâu các anh chị? Nó bị mâu thuẫn ở bên trong của anh chị ha. Nó bị mâu thuẫn ở bên trong nên nó mới có một cái quy luật. Nên anh chị mới nhớ một cái quy luật ấy, cái là vũ trụ này nó có một cái quy luật, đó chính là quy luật trong ngoài các anh chị. Anh chị nhớ giúp em ha, quy luật gì? Quy luật trong ngoài các anh chị. Trong ngoài nghĩa là sao ạ? Rồi em mời anh chị ban tổ chức ấy, giúp em chụp cái chụp lại như nữa. Rồi quy luật trong ngoài ha. Rồi bao nhiêu số anh chị rằng là nhớ cái này, hôm nay mình nhớ cái này, quy luật trong ngoài có nghĩa là bên trong các anh chị như thế nào thì bên ngoài nó sẽ như vậy. Bên trong các anh chị như thế nào thì bên ngoài như vậy. Vậy thì nếu như cuộc sống bên ngoài các anh chị mà nó không được như anh chị mong muốn, chúng ta thường có xu hướng là đổ lỗi cho những cái điều kiện bên ngoài. Nhưng mà anh chị phải tập trung chính mình và nhìn lại đâu ạ? Nhìn lại cái bên trong của anh chị á, nó đang bị cái gì. Thì ở đây anh chị được chia sẻ đó chính là anh chị bị mâu thuẫn. Và cái mâu thuẫn này đến từ đâu các anh chị? Cái mâu thuẫn này đến từ đâu nè? À cái mâu thuẫn này nó đến từ đâu các anh chị? Rồi em vẽ hình để cho anh chị đưa vô tiềm thức luôn nha. Cái mâu thuẫn này nó đến từ cái việc là bên trong các anh chị nó có hai cái loại niềm tin. Nó có hai cái loại niềm tin nó mâu thuẫn với nhau. Nó có bên trong não các anh chị nó có hai cái loại niềm tin. Một á, là một cái niềm tin hỗ trợ cho anh chị thành công. Và một á, là anh chị có những cái niềm tin nó không hỗ trợ cho anh chị thành công. À, cái hình vuông, em vẽ cái hình vuông ở đây là nó đại diện cho những cái niềm tin, những cái suy nghĩ nó hỗ trợ cho anh chị thành công. Còn cái hình tròn là đang đại diện cho những cái niềm tin, những suy nghĩ không hỗ trợ cho anh chị thành công được không ạ? Rồi, bao nhiêu trong số anh chị ở đây, khi anh chị nhìn thấy một cái người thành công nào đó, một cái người đi du lịch vòng quanh thế giới đi, cái anh chị có một cái suy nghĩ gì ạ? Ước gì? Rồi, anh chị lưu ý giúp em ha. Khi anh chị nhìn thấy một cái người họ đi du lịch, cái anh chị có cái suy nghĩ là gì? Ước gì mình cũng có được cuộc sống như người ta, đi du lịch. Đi du lịch vòng quanh thế giới, được không các anh chị? Đây là cái niềm tin gì ạ? Đây là một cái suy nghĩ nó hỗ trợ cho anh chị thành công ạ. Nó hỗ trợ cho anh chị cần phải có nhiều tiền hơn để tận hưởng cuộc sống không ạ? Có không các anh chị? Yes, là đây là một cái niềm tin, nó hình vuông nha. Hình vuông nha, tích cực nha. Ok, nó là một cái niềm tin hình vuông. Đó. Nhưng mà trong não anh chị nó lại có một cái hình niềm tin hồi nhỏ cha mẹ nói rằng là gì ạ? À, kiếm tiền khó lắm. Cái niềm tin hồi nhỏ là cái niềm khó lắm. Cái việc mà để mà trở nên thành công mà cái gì những cái câu chuyện cổ tích trong cuộc đời các anh chị là gì ạ? À, cái người mà giàu á là lũ nhà giàu ác bá đâu ạ. Người giàu là một lũ xấu xa. Đó, bao nhiêu số anh chị là hồi xưa mình bị cài cái niềm tin nè. Nhà giàu là lũ xấu xa. Thì bây giờ đầu tiên là anh chị muốn có nhiều tiền đi du lịch. Nhưng mà cái suy nghĩ kia nó lại đấu lại với anh chị là gì? Nhưng mà giàu là một lũ xấu xa. Bao nhiêu số anh chị muốn trở thành người xấu xa nha anh chị?
Nên là chúng ta không có muốn trở thành người xấu, chúng ta muốn trở thành người tốt. Chúng ta muốn được người khác yêu thương. Có phải tất cả anh chị đây đều muốn người khác yêu thương mình đúng không ạ? Nên chúng ta không bao giờ muốn trở thành người xấu xa. Nhưng mà cái niềm tin hồi xưa đó, những câu chuyện cổ tích, bao nhiêu số anh chị nhìn thấy những câu chuyện cổ tích nó toàn nói xấu người giàu chị, toàn nói xấu địa chủ ác bá. Địa chủ là những cái người ác bá, nó luôn dựng lên những cái câu chuyện để mà bêu xấu người giàu và luôn tôn vinh những cái người nghèo lên. Thì những cái câu chuyện đó là do ai viết các anh chị? À, những cái câu chuyện đó là do ai viết? Thế thì trong não các anh chị nó có hai cái niềm tin nó đấu đá nhau. Lúc á thì anh chị muốn có thật nhiều tiền để tận hưởng cuộc sống, nhưng lúc á thì anh chị lại bị cái niềm tin là người giàu là một lũ xấu xa. Hai cái niềm tin này nó cứ đấu đá các anh chị, không giúp cho anh chị hòa hợp được với tiền. Và anh chị bị mâu thuẫn gì ạ? Bị mâu thuẫn bởi tài chính và tiền bạc, mâu thuẫn với tiền, mâu thuẫn với người giàu luôn, mâu thuẫn về tiền rồi người giàu rồi mâu thuẫn luôn các anh chị. Tiền với người giàu là nó cùng một phía không các anh chị? Tiền nó nằm trong túi người giàu thì nó là một phía nha, nó bà con với nhau á các anh chị, nó cùng một nhánh đó. Chứ thì anh chị bị mâu thuẫn cả với tiền và cả với những người giàu, những người thành công luôn. Thì anh chị đã hiểu lý do tại sao mà anh chị không có kết nối được với dòng tiền không ạ? Anh chị đã hiểu lý do tại sao mà mình cứ có tiền rồi lại tiền nó không ở với mình không ạ? Anh chị hiểu lý do tại sao mình kiếm rất nhiều tiền nhưng mà tài sản của mình nó đi đâu hết trơn ạ? Bởi vì trong não anh chị nó có bị mâu thuẫn. Vậy thì nếu như anh chị giải quyết cái mâu thuẫn này đi là xong mọi việc không ạ? Bao nhiêu số anh chị sẽ muốn lui tới thăm dò hỏi thăm ở bên cái người mà mình mâu thuẫn, mình chán ghét, mình bực bội không ạ? Cho nên là cái việc của các anh chị là giải quyết cái mâu thuẫn này. Giải quyết cái mâu thuẫn nó nằm bên trong con người các anh chị, nằm bên trong cái bụng của anh chị, cái người, cái máu thịt các anh chị ở bên trong đó. Vậy thì nếu như cuộc sống bên ngoài của anh chị mà nó không có được khỏe mạnh, không được hòa hợp với mọi người, không có được nhiều tiền và tự do về tài chính là do anh chị bị mâu thuẫn cả về sức khỏe, cả về tài chính, cả mối quan hệ luôn. Nếu như một người nói với anh chị rằng là mỗi lần mà họ ở nhà với cha mẹ họ đó là luôn luôn có xích mích xảy ra, mặc dù họ rất là yêu thương cha mẹ nhưng mà cứ hay bị cha mẹ thấy mặt là cha mẹ chửi, cha mẹ mắng nhiếc, cha mẹ la lối âm sùm, thì anh chị biết họ bị gì chưa? Thì anh chị nghĩ rằng là ôi cha mẹ cái người đó chắc khó tính lắm, hay là do bên trong cái người đó bị mâu thuẫn với cha mẹ của mình các anh chị, bị mâu thuẫn ở bên trong các anh chị, hay là do cái bản thân cái người đó họ đã bị mâu thuẫn về cái mối quan hệ, họ đã có những cái niềm tin nó bị sai lệch ở trong người của họ, nó mâu thuẫn với nhau. Và bao nhiêu số anh chị rằng là có con nhưng mà anh chị không có nói chuyện được với con của mình, anh chị nói nó không nghe, nó hoài nó không nghe và nó không có hòa hợp với các anh chị. Anh chị nói nó không hiểu được, có nghĩa là không cùng tiếng nói chung được, mình nói nó không có tiếng nói được. Thì anh chị mới thế là anh chị nói là do con anh chị nó khó ưa, hay là do bên trong anh chị nó có những cái niềm tin về cái việc nuôi dạy con cái nó bị mâu thuẫn các anh chị. Rồi nếu như anh chị không có cái sức khỏe như anh chị mong muốn, anh chị suốt ngày hết bệnh nọ tới bệnh kia, hết bị cái này tới bị cái kia, không có khỏe được, anh chị đang bị có những cái niềm tin mâu thuẫn về cái sức khỏe của mình. Anh chị bị mâu thuẫn về sức khỏe của mình rất muốn sống khỏe mạnh, nhưng mà cái niềm tin hồi xưa nó nói rằng là gì ạ? Tới cái độ phụ nữ mà sau khi sinh con á là phải thế này thế kia đó. Mặc dù anh chị rất muốn mình khỏe mạnh nhưng mà cái bên trong anh chị nó cứ nói rằng là phụ nữ mà sau khi sinh con đẻ cái là phải bị cái này bị kia, phải bị cái đó. Cái niềm tin đó nó bị mâu thuẫn, nó khiến cho anh chị có cái cơ thể nó bị gì ạ? Không có được, nó bị xuống cấp sâu cái chuyện đó do cái niềm tin các anh chị. Dạ, vậy thì việc của chúng ta là chúng ta đổi hết cái niềm tin đó đi. Nhưng mà anh chị, cái việc mà anh chị học ở đây nè, nó sẽ có những cái chương trình về sức khỏe, mối quan hệ trong câu lạc bộ luôn, chia sẻ cho anh chị bộ tư duy về sức khỏe, mối quan hệ, về tài chính, đủ cả cho các anh chị luôn. Nên các anh chị học ở đây càng lâu thì anh chị sẽ giải quyết hết tất cả, không có cái gì mà khó đâu các anh chị, mọi thứ nó sẽ xong xuôi hết.
và càng ngày mối quan hệ của anh chị hòa hợp, tài chính anh chị càng ngày đi lên, sức khỏe anh chị càng khỏe hơn. Đó là cái kết quả anh chị nhận được nên anh chị ở đây càng lâu. Thấy sung sướng mà anh chị thấy đó, những anh chị mà học ở đây lâu rồi anh chị thấy tuyệt vời mà, anh chị thấy đúng như em nói không ạ? Chị Kim Thu nói rằng là hướng dẫn cách thay đổi. Em mới vừa nói xong, mới vừa nói xong bà chị. Là sao ạ? Là anh chị học ở đây càng lâu, ở đây á, là sẽ chia sẻ cho anh chị cái bộ tư duy, sẽ chia sẻ cho anh chị nhiều về cái bộ tư duy của hỗ trợ cho anh chị thành công. Và lâu ngày nó dập cái bộ tư duy, cái suy nghĩ hỗ trợ cho anh chị thành công vô người của anh chị, đúng không ạ? Thì cái niềm tin, cái suy nghĩ mà nó không hỗ trợ đó nó sẽ mất đi. Bao nhiêu số anh chị công nhận rằng là nếu có hai đứa bạn, nếu như anh chị có hai cái đứa bạn, một cái đứa là nó đi chơi với anh chị suốt ngày, nó nói chuyện với anh chị suốt ngày, nhắn tin với anh chị suốt ngày, và một cái đứa rằng là một tháng, hai tháng, ba tháng không gặp, thì sau lâu ngày, sau nhiều năm thì anh chị sẽ thân với cái đứa nào hơn, anh chị sẽ nhớ mặt đứa nào hơn, anh chị sẽ hiểu cái đứa nào nhiều hơn, còn cái đứa nào nó sẽ không ở bên cạnh anh chị ạ. Cái đứa nào nó không ở bên cạnh anh chị nhiều hơn ạ. Nhiều mà. Vậy thì nó đơn giản ở đây rằng là chúng ta sẽ có hai cái niềm tin. Một là niềm tin hỗ trợ cho anh chị thành công, một là cái niềm tin nó không hỗ trợ cho anh chị thành công. Và khi anh chị ở đây, anh chị tiếp xúc với những người thành công và môi trường sẽ luôn liên tục nuôi dưỡng cho anh chị cái niềm tin hỗ trợ anh chị thành công hơn. Nuôi cái hạt giống đó, nuôi cái suy nghĩ đó, nuôi cái niềm tin đó cho nó vô máu, vô xương, vô thịt. Nó ăn vô tóc, nó ăn vô tế bào, nó vô máu, vô xương, vô thịt, nó cứ vô. Riết rồi lâu ngày anh chị quen luôn cái niềm tin kia. Anh chị sẽ quen luôn rằng là người giàu là một lũ ác bá, người giàu là kẻ xấu xa. Anh chị quen luôn bởi vì anh chị gặp ở đây, anh chị suốt ngày anh chị thấy những người giàu dễ thương quá mà anh chị bao xưa. Anh chị nhìn thấy là những anh chị trong câu lạc bộ rất dễ thương, rất đáng yêu rồi. Tâm sáng, tư duy cao, tầm nhìn xa, lúc nào cũng dạ chị ơi chị muốn cái gì, hiện tại là chị đang mong muốn điều gì, chị có thể là chia sẻ cho em biết chị đang thắc mắc cái gì, chị có thể nói cho em nghe để em giải đáp cho chị. Ở ngoài kia em hỏi các anh chị người thân trong gia đình, các anh chị có làm cái chuyện đó cho các anh chị không? Vì sao cái người ở đây có cái người họ làm cái điều đó cho các anh chị đấy? Đúng không? Bởi vì họ đáng yêu, bởi vì họ chỉ có quan tâm rằng là cuộc sống anh chị như thế nào, cuộc sống anh chị ra sao, nói cho em biết để em hỗ trợ cho các anh chị. Cho các bà chị hồi nãy hỏi chị ơi chị vô chị học với em đi, chị tăng tư duy trí tuệ với em, chị thay đổi cuộc sống của mình. Cái chị nói chị bận lắm em ơi. Cái em mới hỏi em chị hỏi lại là ủa vậy là chị muốn chị sống bận bịu như vậy suốt cuộc đời hay sao chị? Chị nói ủa chứ vậy em muốn sao? Trời, cuộc đời của chị á, thì chị phải đưa ra quyết định chứ, hay là người khác phải quyết định ạ? Chị nói là cuộc đời của chị thì chị phải đưa ra quyết định. Đúng rồi, cuộc đời của chị là chị phải đưa ra quyết định. Vậy thì em thì chị phải cần phải biết là chị muốn cái gì, chị muốn cuộc sống như thế nào, nhàn nhã thảnh thơi, dư dả thời gian tận hưởng cuộc sống, hay là chị muốn một cuộc sống là cứ bận rộn suốt ngày vậy chị? Thì em tới đây là em muốn chị học tập để mà chị bớt cái bận đi, sống cho nó nhàn nhã hơn đi, bớt cái bận rộn đi. Anh đây là anh chị phải hiểu rằng là anh chị tiếp xúc như vậy hoài, cái người ở đâu mà nó tuyệt vời đến như vậy thì nó giúp cho anh chị quen luôn cái niềm tin kia. Anh chị hiểu nó không? Có nghĩa là anh chị ở đây sẽ được nuôi dưỡng những cái niềm tin của những người thành công. Đó chính là cái sự quan trọng của một cái môi trường. Anh chị ra vô ở đây, anh chị bước ra bước vô, dùm, nuôi dưỡng cho anh chị suy nghĩ người thành công, để cái con người kia nó bị lắng xuống, nó bị mất đi. Nó không mất đi đâu, nó nằm ở trong đó, nhưng mà nó bị lắng xuống và nó bị heo hót, đúng không ạ? Không cho nó ăn thì sao ạ? Anh chị không cho nó ăn thì sao ạ? Thì nó sẽ hao mòn và dần dần nó sẽ lui luôn, nó rút lui luôn. Và chỉ nuôi dưỡng cái người thành công kia thôi. Anh chị hiểu không ạ? Rồi chị Kim Thu ơi, chị hiểu cái cách chưa ạ? Thì ở đây không phải chia sẻ cho anh chị tư duy người thành công mà cả về tư duy về sức khỏe và mối quan hệ nữa. Thì trong một tháng thì thường là câu lạc bộ sẽ có một lần tổ chức cái chương trình là sống khỏe sống đẹp, để anh chị có thể giải quyết những cái niềm tin về sức khỏe.
và có thể là trong 2 tháng hoặc là trong trong 1 tháng thì anh chị sẽ được thay đổi cái bộ niềm tin về 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 mối quan hệ. Nhưng mà để đảm bảo là anh chị được học kỹ lưỡng và toàn bộ và được cài đặt luôn thì em phải nói với các anh chị rằng là đầy đủ nhất là trong chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời, anh chị sẽ được vào một cái chương trình nó huấn luyện đầy đủ liên tục trong vòng 2 tháng, trong vòng 8 tuần, trong vòng 2 tháng như vậy. Và để anh chị luôn được cài đặt những cái niềm tin là đầy đủ nhất ở trong đó, là đầy đủ nhất cho các anh chị, được không em? Đó, chị Kim Thu ơi, chị đã biết cái cách chưa? Anh chị ở đây mình đã biết cái cách chưa ạ? Yes. Rồi. Thì sau khi mà anh chị giải quyết cái bên trong rồi thì anh chị bên ngoài nó tuyệt vời không các anh chị? Thế giới bên trong thì tạo ra thế giới bên ngoài. Đây là quy luật của vũ trụ ha. Thế giới bên trong thì tạo ra thế giới bên ngoài. Bên trong các anh chị hòa hợp rồi thì bên ngoài các anh chị nó có mâu thuẫn không ạ? Bên trong anh chị hòa hợp thì bên ngoài nó sẽ hòa hợp. Bao nhiêu số anh chị thích một cái cuộc sống đang làm tiền bạc đến với mình một cách nhẹ nhàng và dễ dàng, tài chính tài sản của mình nó tăng lên một cách dễ dàng, nó giống như cái việc mình thở hoặc là mình ăn uống bình thường thôi, mình chơi bời thôi. Rồi anh chị muốn rằng là khi mà anh chị đi tới đâu á, anh chị không có một cái nỗi lo gì trong đầu hết á, lúc nào cũng hòa hợp với những người thân yêu, cha mẹ mình, anh chị em trong gia đình của mình, những cái người họ hàng hàng xóm mình, ai họ cũng yêu thương các anh chị hết á. Nhắc tới tên các anh chị là họ không có cái gì để mà bàn tán, họ rất là quý mến các anh chị luôn. Và mỗi lần mà có một cái người nào đó họ nói cái gì, anh chị gặp một bất kỳ một cái người nào đó, anh chị chỉ tỏa ra cái tình yêu thương thôi. Bao nhiêu số anh chị rằng là khi mình gặp một cái người nào đó, mình tỏa ra cái tình yêu thương, họ nói cái gì, họ làm cái gì, anh chị cũng nở cái nụ cười, bởi vì anh chị thấu hiểu và thông cảm và hòa hợp. Anh chị cảm thấy nó rất là hạnh phúc các anh chị. Nhưng mà bây giờ con của mình nó lỡ nó làm cái gì đó cái anh chị bực liền, hoặc là chồng của mình lỡ làm cái gì đó phật ý cái anh chị không vui liền. Vậy thì anh chị có thích cái cảm xúc đó không ạ? Nó không hề thích luôn các anh chị. Nhưng mà cái điều đó nó không phải do cái người bên ngoài họ làm cái gì anh chị không hòa hợp, đó do anh chị không có hòa hợp với bản thân của mình bên trong. Anh chị ok mà hiểu em nói không? Đó, đó là lý do mà tại sao chúng ta cần phải luyện luyện để anh chị đạt cái cảm xúc tốt nhất. Và khi cái cảm xúc anh chị nó càng hạnh phúc ấy, anh chị càng thu hút thành công. Thêm hỏi các anh chị rằng là anh chị có hấp dẫn được tiền hay không, nếu như bên trong của mình lúc nào nó cũng bực bội, nó khó chịu các anh chị. Lúc nào nó cũng không có vui không ạ, nó lúc nào nó cũng lâu lâu cái nó trả trứng, cái là nó làm cho mình khó chịu liền. Anh chị có thu hút tiền bạc thành công được không ạ? Không hề dễ đúng không ạ? Không hề dễ để cho mình hút được tiền bạc. Nên là có một số anh chị nói rằng là Theo ơi, cái việc mà thay đổi cái cảm xúc về mối quan hệ và về cuộc sống của chị á, là chị làm được rồi, nhưng mà về tài chính á, thì chị chưa có thu hút được. Thì em mới nói với chị rằng là chị giải quyết được cái chuyện mà hàng ngày chị vui vẻ, chị hạnh phúc, đó là cái điều may mắn rồi. Và cái đó là đã xong cái bước rồi. Chị phải an bình, chị phải vui vẻ, chị phải hạnh phúc, lúc đó chị mới nghĩ tới chuyện chị hút được tiền nha, thúc được thành công về tài chính. Anh chị hình dung ạ? Ok, anh chị hiểu chứ? Rồi, thì anh chị đã hiểu về cái quy luật trong ngoài chưa ạ? Và có một cái ý nữa, hồi nãy anh chị đã được được học, đó chính là có một cái câu, đó chính là anh chị bị ru ngủ bởi những cái câu chuyện, những cái niềm tin lúc xưa. Bởi vì chúng ta ru ngủ, chúng ta bị ru ngủ mà chúng ta không biết các anh chị. Có nghĩa là những cái niềm tin đó của ông bà cha mẹ của mình truyền lại cho mình thôi, và chúng ta cứ nghĩ rằng là ai ông bà nào mà truyền lại cho mình thì đúng hết, nhưng mà nó sẽ có những cái thứ đúng và nó có những cái thứ nó không hỗ trợ cho mình thành công. Và anh chị nhớ em nhắc lại là đó, không hỗ trợ cho mình thành công nha, chứ mình không nói là ông bà mình như thế nào nữa nha, mình cũng không nói ông bà mình là tốt hay xấu nha, mà là nó có những cái niềm tin nó không hỗ trợ mình thành công thôi. Bởi vì nếu như tất cả những cái điều mà ông bà cha mẹ, những cái người ở kiếp trước đó mà truyền dạy lại cho mình thời ngày hôm nay mà nó đúng hoàn toàn và nó hỗ trợ cho mình thành công thật sự á, thì ngày hôm nay có phải là chúng ta đã trở nên giàu có hết rồi đúng không ạ? Nên là cái mong muốn của câu lạc bộ là gì anh chị biết không? Là chúng ta sẽ đào tạo lại cái lứa mới, cái lứa mới được sinh ra nè, là cái lứa của các anh chị đang đây nè. Anh chị được thay đổi niềm tin
hỗ trợ cho anh chị thành công. Sau này anh chị mới sinh con anh chị ra, và con cái anh chị sau này lớn lên nó được nhiễm từ từ các anh chị, và nó cũng thay đổi luôn, thay đổi cái não bộ của nó luôn. Và con các anh chị nó sẽ đẻ con của anh chị nữa, con của anh chị nó sẽ đẻ con, và nó đến cái tầng cháu các anh chị, nó cũng sẽ là một cái lứa mới nữa, nó tạo ra bởi một cái niềm tin mới của các anh chị. Thì có phải rằng là liên tục như vậy trong một cái nửa đời người, hoặc là một đời là khoảng chừng 100 năm đổ lại, hoặc là 50 năm đổ lại, có phải rằng là tất cả con người của chúng ta đã đều thay đổi cái niềm tin hỗ trợ thành công ạ? Có phải là lúc đó là tất cả mọi người đã làm chủ được, có thể tạo được cái sự thành công, từng một người họ có thể tạo ra cái sự thành công cho riêng họ, thì cả đất nước giàu có lên không các anh chị? À, thì anh chị đã hiểu được cái nguyện vọng của câu lạc bộ là Việt Nam hùng cường không ạ? Vậy thì để mà Việt Nam hùng cường hay không á, là nó nhờ vào các anh chị ở đây nè, chứ nó không có nhờ một con người nào đó đâu. Không có một người nào mà tạo nên được cái sự vĩ đại đâu các anh chị, mà nó phải nhờ đến từng anh chị ở đây. Nên tất cả anh chị ở đây mà muốn có một cái chung, một cái nguyện vọng là, thế em hỏi các anh chị là có nhiều anh chị nói rằng là mày lo cuộc sống mày chưa sống ở Việt Nam hùng cường. Thế thì em hỏi các anh chị rằng là nếu như anh chị được sống trong một cái đất nước mà nó trong xanh sạch đẹp, tất cả những cái người sống ở đây họ đều an bình vui vẻ, họ đều thân thiện hòa hợp, nở nụ cười chúc phúc các anh chị, rồi anh chị đi tới đâu anh chị cũng gặp cái người họ thân thiện yêu thương, thì anh chị có sợ là bị cái gì đó không ạ? Anh chị có đi anh chị giữ khư khư cái túi của các anh chị khi mà đi trên đường không ạ? Rồi anh chị đi ngủ anh chị có thấp thỏm lo âu là sẽ có cái đứa áo đen nào đó nó nhảy vào nhà mình không ạ? Anh chị có còn sợ cái điều đó không? Rồi anh chị bước ra đường anh chị có sợ rằng là ai đó họ sẽ xâm phạm vào trong cái cơ thể của mình không ạ? Anh chị sống trong một đất nước như thế nó phải tuyệt vời hơn chứ. Thì đó là cái lý do mà những cái người mà họ đã xong cái cuộc đời của họ rồi, họ đã lo xong cái đời họ, họ đã lo xong cái gia đình của họ, họ đã dư dả đến cái việc mà họ sống nó tốt, sống dư dả cho gia đình, cho cái bản thân họ rồi. Thì cái điều thứ ba họ nghĩ tới đó chính là họ muốn được sống trong một cái đất nước nó hoàn hảo, hoàn thiện, nó thân thiện, nó yêu thương, nó quý mến, nó tuyệt vời. Ví dụ như bước ra cái có cái rừng cây xanh, cái không khí trong lành. Thêm hỏi các anh chị rồi bây giờ anh chị rất là giàu có, anh chị rất là dư dả, mà anh chị sống trong một cái đất nước không khí ô nhiễm và xe cộ ào ạt, và anh chị bước ra là anh chị hít cái khí bụi rồi nó dập vô người các anh chị, rồi đi đường thì chật chội, anh chị có sống như vậy anh chị có thoải mái được không ạ? Nên là nó mới có một số người họ mới có một cái mong muốn là đất nước mình trở nên giàu có, bởi vì đây là đất nước của họ, đất nước họ được sinh ra, đó là cái tình yêu thương của họ, nên họ muốn dành cái phần đời của họ, đúng không ạ? Cái việc mà họ đã sống cho bản thân họ và gia đình họ xong rồi, bây giờ họ muốn dành cái phần đời của họ để có một cái nơi sống tuyệt vời hơn cho họ. Có một số anh chị nói ủa sao không chỉ ở nước ngoài sống đi, sao không chỉ ở nước ngoài sống cho lẹ. Thế giờ hỏi các anh chị là gia đình anh chị ở đây, quê hương anh chị ở đây, mà bây giờ phải bay ra nước ngoài sống, anh chị có hạnh phúc không? Đó là lý do mà anh chị hiểu tại sao mà phải Việt Nam hùng cường không, mà tại sao anh chị để anh chị nói rằng là để anh chị nói rằng anh chị nghĩ rằng là trên đời này chắc không có cái người nào rảnh như vậy. Cái đó là những cái bọn mà người ta bolo đó, mà người ta cái nghĩa là lo chuyện bao đồng, cái cuộc đời của mình chưa xong. Nhưng mà em nói nghe chị, có những người như thế, có những người họ như vậy, họ lo cho cuộc đời của họ xong rồi thì họ còn cái chuyện đó nữa. Và em đã chứng kiến rất là nhiều người thành công. Thật sự trước đây em đã từng nghĩ như vậy, em nghĩ rằng là cái cuộc đời của mình còn lo chưa xong, cái gia đình của mình còn lo chưa xuể. Mà bây giờ nó có thì Việt Nam hùng cường là bốn cái chữ đó em không dám đọc các anh chị, đọc lên là ngượng miệng luôn. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì em mới hiểu được, có những người họ đã xong cuộc đời của họ đã lo xong rồi, gia đình họ đã xong xuôi rồi, thì họ nghĩ như vậy, họ nghĩ được như vậy luôn á. Vậy bao nhiêu số anh chị đã nghĩ được như vậy ạ? Thế nên là chúng ta mới làm một cái việc đó, chính là chúng ta hàng ngày nó mới có những con người chia sẻ tư duy giá trị cho các anh chị nè. Hàng ngày nó mới có những con người đó thức khuya ở đây để mà chia sẻ cho các anh chị. Tại sao là phải dùng cho các anh chị giáo dục tư duy cho các anh chị từ ngày 1 cho đến ngày 30, từ tháng nọ qua tháng kia, từ tháng nọ sọ tháng kia, từ năm này qua năm kia? Tại sao họ có thể làm được cái điều đó liên tục như vậy ạ? Tại sao họ đã trở nên giàu có rồi, họ đã dư dả về tài chính rồi, nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm cái điều đó ạ? Anh chị đã hiểu lý do chưa ạ?
nó là sứ mệnh. Rồi vậy thì chúng ta cùng nhau thay đổi. Chúng ta thay đổi không phải vì mình mà vì tương lai của con cái cháu chắt của mình nữa. Và có một cái câu nữa mà em nhận ra đó chính là gì, ông bà của mình họ đã gì ạ, họ đã đổ máu xuống đó mà đã hy sinh cái bản thân của họ để họ có thể giành độc lập tự do cho một cái đất nước cho chúng ta được sinh sống. Nếu như anh chị nói rằng là cái đời của mình còn lo chưa xong mà đi lo cho cái đời cháu chắt của mình, nó sinh ra tự nó lo, nó sống sao kệ nó chứ. Vậy thì bây giờ anh chị hãy nghĩ lại thì nếu như hồi xưa ông bà mình nói rằng là tao cứ sống thoải mái cái đời của tao là xong, còn sau này mày sinh ra mày có đất nước mày sống hay không là kệ mày. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có đất nước yên bình để chúng ta sống không ạ? Vậy nên chúng ta hãy thể hiện cái lòng biết ơn bằng cách là hãy sống tốt cuộc đời của mình và chuẩn bị một cái tương lai tốt đẹp cho con cháu chắt chít của mình, sau này nó sinh ra nó sống. Nghĩ lớn các anh chị, nghĩ lớn, đã nghĩ thì chúng ta phải nghĩ lớn. Khi mà chúng ta nghĩ một cái sứ mệnh nó lớn như vậy thì anh chị có động lực để anh chị thay đổi không ạ? Anh chị có động lực để anh chị học tập mỗi ngày không ạ? Yes. Ok. Và trước đây em Theo không có nghĩ được như vậy đâu. Nhưng mà em cũng được giáo dục như các anh chị thôi, cũng được nghe những anh chị thành công trong câu lạc bộ nói rằng Theo ơi, nếu như mà Theo chỉ có biết cuộc đời của Theo thôi, Theo không có lo gì, Theo Theo nói rằng là Theo không có quan tâm đến tương lai con cháu của mình nó sinh ra nó sống như thế nào ấy. Thì Theo thử nhớ lại ông bà mình hồi xưa, nếu như họ không có hy sinh xuống để giành độc lập cho đất nước của mình thì ngày hôm nay Theo có cái nơi yên bình để Theo sống hay không. Rồi đó là tùy theo mỗi anh chị. Khi mà mình tiếp nạp một cái tư duy nào đó, mình có thể có quyền lựa chọn sống theo cái suy nghĩ đó hoặc là không, đó là tùy mỗi anh chị. Nhưng mà em thấy cái giá trị, cái cách sống đó, cách nghĩ đó nó rất là nhân văn và rất là tuyệt vời, nên là em chọn cách suy nghĩ đó. Tùy anh chị ở đây ha. Rồi, vậy thì nó có một cái ý số 2 và một cái điều số 2 anh chị học, anh chị được chia sẻ trong cái chương trình tối ngày hôm nay là cái gì các anh chị ơi? Đổi trạng thái nào ưỡn ngực. Một cái ý nữa thôi. Đó chính là gì ạ? Một cái công thức để giúp cho các anh chị luôn luôn hạnh phúc. À, luôn hạnh phúc thì các anh chị, thật sự anh chị làm được cái điều này là anh chị luôn luôn hạnh phúc luôn ấy. Luôn luôn hạnh phúc. Cái hạnh phúc các anh chị lấy từ đâu ạ? Đến từ cái việc là anh chị càng ngày càng khỏe mạnh, càng ngày càng tự do tài chính thì anh chị mới hạnh phúc được, đúng không? Chứ bây giờ đang thiếu tiền, đang nợ nần chồng chất, rồi sức khỏe thì không khỏe nổi thì sao hạnh phúc đây? Nên cái chữ hạnh phúc nó bao gồm cả cái việc là anh chị đang có một cuộc sống toàn vẹn, là cả về tài chính, sức khỏe, mối quan hệ các anh chị tốt đẹp. Vậy thì làm sao để chúng ta luôn luôn hạnh phúc các anh chị? Nó có một cái công thức, anh chị nhớ giúp em cái công thức ngày hôm nay ha. Em xin nhắc lại công thức này, nó rất là quan trọng và trong cái chương trình huấn luyện nào thì chủ tịch cũng đưa ra để cho các anh chị, bởi vì nó khá là quan trọng, nó quyết định cái khả năng hấp dẫn cái gì đến với cuộc đời các anh chị luôn. Nên là xin mời các anh chị hãy xem để em Thư đưa nó vào tiềm thức của các anh chị nha. À đúng rồi, có bạn đây nói là chữ E đó mà cộng cho cái chữ R á, bằng cái chữ O á, thì ở đây em sẽ nói như này cho dễ nhớ ha, là cái sự kiện ha, cái sự kiện hay là một cái tình huống á, nó xảy ra nó kết hợp với cái thái độ các anh chị, thái độ của anh chị nó tạo ra cái kết quả trong cuộc đời các anh chị luôn. À cái kết quả. Em ví dụ ha, một cái sự kiện đó chính là anh chị bước ra đường, anh chị bị quẹt xe đúng không ạ, bị người khác quẹt cái đít xe các anh chị, anh chị quẹt cái đít xe các anh chị, nhưng mà cái lúc cái sự kiện đó nó đã xảy ra rồi nha, anh chị bị quẹt cái đít xe, nhưng mà cái thái độ của các anh chị rằng là anh chị bắt đầu là anh chị bực bội, anh chị cảm thấy rất là bực bội, bởi vì tại sao cái người đó họ lại quẹt cái đít xe của các anh chị, tại sao lại mới sáng sớm là xui rủi cái kiểu gì mà bước ra bị quẹt cái đít xe. Anh chị cứ đắm chìm vô trong cái cảm xúc đó, anh chị đắm chìm vào cái thái độ đó, anh chị cứ mải mê với cái thái độ là bực bội rồi chửi bới rồi tại sao sáng sớm là như thế. Thì cái kết quả nó sẽ có hai hướng nha. Nếu như cái thái độ của anh chị là không sao, cái này không sao, may mắn quá, trời ơi mới sáng sớm mà ra may mắn mới quẹt xe không sao cả,
người không sao mà xe cũng không sao, quá tuyệt vời. Thì sao ạ? Thì cái cuộc đời của các anh chị sao ạ? Nó sẽ cái điều mà cái suy nghĩ đó nó sẽ không hút những cái điều khác tới nữa, mà nó làm cho cả một ngày của các anh chị đó là gì ạ? Ở bình an và có thể là những cái điều tốt nó tới. Anh chị hiểu nó không ạ? Thì nó làm cho cả một ngày anh chị hạnh phúc, vui vẻ, bình an, thu hút tiền bạc, thu hút thành công. Nhưng mà anh chị lại có cái thái độ rằng là tại sao cái đứa nó là quẹt xe mình, đi đứng cái kiểu gì mà không biết, mới sáng sớm xui rủi ra gặp cái thằng cha đó, mà cái thằng cha đó nó vừa đen mà vừa xấu xí mà nó vừa không có đẹp mà nó còn quẹt xe mình, nó bực bội chứ. Mà mới sáng sớm chưa có làm gì hết mà nó làm cái mình như vậy rồi, thì không thể nào chấp nhận được cái thằng cha đó, không thể nào chịu được. Cái anh chị ôm cái cục đó vô trong người đúng không ạ? Và chính cái cục đó nó bắt đầu nó thu hút mấy cái chuyện mà nó sẽ gửi đến cuộc đời các anh chị thêm vài cái thằng cha nữa. Nó không những quẹt xe các anh chị mà nó còn dạ, nó còn tông thẳng vô xe các anh chị luôn, hoặc là nó sẽ làm hao hụt đi cái hợp đồng của anh chị ngày hôm đó, hoặc là nó lấy đi một vài cái người khách hàng các anh chị ngày hôm đó để cho anh chị mất tiền đi, để anh chị luôn luôn ở trong để anh chị ở được trong cái trạng thái cảm xúc là bực bội và chán ghét đó. Nó làm cho cả cái ngày anh chị hôm đó là coi như là gì? Toàn tập luôn, tè le luôn, được không các anh chị? Thì kết quả anh chị muốn kết quả nào ạ? Chị muốn cái kết quả nào đây? Chị muốn có kết quả nào đây các anh chị? Mà không những cái ngày hôm đó nó kết thúc đâu, mà nó sẽ kéo qua ngày hôm sau, và nó kéo qua ngày hôm sau, nó kéo luôn cả tháng. Chỉ khi nào anh chị chuyển cái cảm xúc đi, anh chị chuyển đổi cái thái độ đi, thì nó mới thôi. Ghê không các anh chị? Vậy thì anh chị muốn, đó là lý do tại sao mọi người họ nói người nghèo đã nghèo gặp cái eo không ạ? Nghèo gặp cái eo là vậy đó. Tại vì đã không có tiền rồi mà còn đi than nữa, đã không có tạo ra tiền được rồi mà còn đi than, đi đổ lỗi, còn đi đi, đi khoe với toàn bàn văn thiên hạ là mình không làm ra tiền được nữa chứ, còn đi phát ra cái tần số đó nữa thì sao ạ? Thì nó cứ cho cái eo tới để bạn được sống trong cái tình cảnh eo hẹp đó, để bạn được ở trong cái cảm xúc đó. Tại vì bạn thích nên bạn mới nói, tại vì bạn đi nói nhiều quá nên là nó hút tới anh chị. Thì anh chị hãy nhớ rằng là cái sự kiện bao nhiêu số anh chị trong cái cuộc đời các anh chị, rằng là những cái sự kiện anh chị sẽ không thay đổi được, những cái tình huống nó đã xảy ra rồi, anh chị có thay đổi được không ạ? Chị có thay đổi được không ạ? Nhưng mà cái thứ gì anh chị có thể thay đổi được ở đây ạ? Cái thứ gì, cái thứ mà anh chị có thể thay đổi được ở đây là cái gì ạ? À, là cái thái độ các anh chị nhớ ha. Vậy thì chúng ta tập trung đi thay đổi cái mà chúng ta không thay đổi được, hay là chúng ta tập trung thay đổi cái mà chúng ta làm chủ được các anh chị? À, anh chị hãy nhớ ha. Chúng ta sẽ tập trung thay đổi cái mà chúng ta không có thay đổi được, hay là anh chị tập trung thay đổi cái mà chúng ta thay đổi được ạ? Vậy thì nếu để mà anh chị luôn luôn hạnh phúc thì anh chị chỉ tập trung chính mình thôi. Trong mọi tình huống xảy ra hãy xem thử thái độ của mình, cái thái độ này nó có giúp mình thành công hơn không, cái thái độ này nó có hỗ trợ gì cho tương lai của mình hay không, được không các anh chị? Rồi, bao nhiêu số anh chị làm được điều này ạ? Và cái sự kiện á, anh chị sẽ có hai cái tình huống về cái sự kiện như sau. Một ý nữa ha, trước khi em kết thúc thì còn một ý như thế này nữa. Anh chị sẽ có hai cái tình huống khi anh chị nghĩ về cái sự kiện như sau. Hai cái sự kiện là, một là cái sự kiện đã xảy ra trong quá khứ ha, một cái sự kiện xảy ra trong quá khứ. Bao nhiêu số anh chị có cái thói quen là mình ngồi tối tối đêm đêm về là mình rất là mình ngồi mình hồi tưởng, hoặc là cô đơn một mình đó, lúc mà anh chị một mình anh chị bắt đầu anh chị ngồi hồi tưởng, hoặc là mở nhạc lên, cái bắt đầu mà những cái bài nhạc hồi xưa đó, rồi anh chị ngồi anh chị hồi tưởng lại những cái chuyện mà anh chị đã lầm lỡ trong quá khứ ạ. Những cái chuyện mà nó không hoàn hảo trong quá khứ ạ. Xong rồi bắt đầu anh chị khóc. Bắt đầu anh chị sẽ khóc. Anh chị nói rằng là thế sao cuộc đời của mình nó lại như vậy chứ. Bắt đầu anh chị sẽ bắt đầu là anh chị sẽ tâm trạng
Rồi bắt đầu ha, một mình không nói gì, bắt điện thoại lên. Bạn ơi, bạn có biết không, cuộc đời của mình. Rồi bắt đầu là mở livestream lên, mở livestream lên. Sao anh chị ạ? Anh chị có biết không? Tự nhiên mình ngồi mình buồn, cái mình nhớ lại hồi xưa mình có những cái chuyện mà mình không thể nào mà chấp nhận được. Rồi bắt đầu mở livestream lên, livestream cả bàn dân thiên hạ biết luôn, bắt đầu phát tán cảm xúc đi. Thì bao nhiêu số anh chị có làm cái điều đó? Có nghĩa là những cái chuyện trong quá khứ của mình đã từng như vậy, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta muốn thành công mà, anh chị có muốn luôn luôn hạnh phúc mà. Vậy thì chúng ta phải dẹp cái thói quen này. Dẹp thói quen, đúng không ạ? Dẹp cái thói quen này. Để mà chúng ta tránh cái thói quen này thì chúng ta chỉ có một cách là chúng ta không có nghĩ tới. Khi mà nó mới len lỏi vào đầu của mình là chúng ta búng nó đi. Nó mới len lỏi vào trong não của chúng ta là chúng ta phải búng ngay nó đi, chứ không để cho nó đắm chìm vô. Được không các anh chị? Hoặc là đổi cái bài nhạc, hoặc là đổi mỗi cái trạng thái để mà chúng ta đổi cái thái độ của chúng ta, đổi cái trạng thái của mình để chúng ta đừng có nghĩ trong đó nữa. Và nếu như mà anh chị vẫn chưa tha thứ được cho mình thì anh chị hãy đọc giúp cho em cái cuốn sách là Sức mạnh tiềm thức như em theo dự dẫn các anh chị đó, nó có cái chương là gì ạ? Hãy học cái cách tha thứ cho chính mình. À, cái cuốn sách này thì tháng sau sẽ đọc cho các anh chị. Đó là cuốn sách mà nó cũng là cuốn sách gấu đầu giường của những anh chị trong câu lạc bộ này, được không ạ? Gấu đầu giường có nghĩa là nó anh chị phải phải đọc nó, có thể là mỗi ngày ít nhất là một chương hay là bao nhiêu đó. Được mà các anh chị, nó sẽ có cái chương là hỗ trợ cho anh chị tha thứ. Nhưng mà anh chị yên tâm rằng là trong câu lạc bộ vẫn có những cái quy trình để giúp cho anh chị thay đổi thì nó nhanh hơn, đúng không ạ? Rồi bao nhiêu số anh chị đã luyện được thói quen này ạ? Đã bỏ được cái điều này ạ? Vậy thì mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh chị hãy thay vì ngồi hồi tưởng lại quá khứ thì chúng ta hãy có một cái thái độ tích cực cho tương lai. Và bao nhiêu số anh chị công nhận với em là anh chị có một cái thói quen rằng là gì ạ? Nghĩ về một cái tương lai lo sợ các anh chị. À, có một cái sự kiện thứ hai nữa là cái sự kiện trong tương lai nó chưa xảy ra mà anh chị đã bắt đầu ngồi hồi tưởng nên anh chị lo sợ rồi. Anh chị nghĩ rằng là lỡ đâu cái chuyện đó nó bi đát như vậy sao, lỡ đâu không có lỡ đâu các anh chị, được không nè? Không có lỡ đâu ạ. Mà chúng ta đã có tiềm thức và hồ lực hấp dẫn rồi, chúng ta sẽ làm cho tương lai của chúng ta nó xảy ra đúng như chúng ta mong muốn. Nên cái việc của các anh chị là gì ạ? Hãy có một cái thái độ tích cực về tương lai. Anh chị hãy nhớ cho em hai chữ là gì ạ? Tích cực và phát triển. Thái độ tích cực và phát triển. Phát triển là một cái thái độ là luôn hướng lên phía trước rồi các anh chị. À, ví dụ như là em nói rằng là anh chị ơi, anh chị muốn thay đổi nhanh đó, anh chị hãy ra quyết định làm sao để mà anh chị có thể vào được cái chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời với câu lạc bộ, để mà em theo cũng như câu lạc bộ đồng hành hỗ trợ cho chị tốt nhất, ra kết quả cho nó lẹ đó. Tích cực, anh chị hãy có cái thái độ tích cực là hiện tại, à có thể là chị chưa, hoặc là nhưng mà cỡ nào chị cũng sẽ tham gia được. Và một cái tương để mà chị có thể là gì ạ, tiến lên phía trước, có nghĩa là anh chị lúc nào anh chị phải chọn một cái hướng là đi lên, chứ đừng có nói rằng là ủa hiện tại chị không có thời gian, chị bận rộn lắm, chị không có điều kiện, chị không có gì cả, chắc là chị không tham gia được đâu, là anh chị đang chấp nhận dừng lại, đúng không ạ? Chị chấp nhận dừng lại và anh chị chặt hết tất cả mọi con đường tiến lên của mình rồi. Nên anh chị phải luôn có một cái thái độ tích cực và phát triển đi lên. Hay là anh chị có nghe câu đó không ạ? Một cái con người đó các anh chị, nếu như anh chị không có xây dựng cho mình cái thói quen phát triển đó, thì anh chị sẽ lụi tàn. Bao nhiêu anh chị thấy rằng là khi chúng ta không có cái suy nghĩ phải phát triển, khi trong một tháng, một năm qua mà anh chị không có cái sự phát triển, anh chị thấy cuộc đời của mình nó rất là không không hề tuyệt vời các anh chị. Anh chị thử nhìn lại cuộc sống của mình đi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà anh chị không làm gì thì anh chị cũng sẽ bị tụt xuống. Bao nhiêu anh chị muốn là cái tài sản của mình, cái sự thành công của mình nó tiếp tục tăng trưởng, hay là anh chị muốn nó tụt xuống ạ? Khi anh chị không làm gì cả nó cũng sẽ tụt xuống. Nên là Tony Robbins mới có một cái câu đó chính là gì ạ?
Nếu như anh chị có một cuộc sống mà càng ngày càng tăng trưởng phát triển thì anh chị mới hạnh phúc trọn vẹn được. Nên là trong mọi tình huống chúng ta phải đưa ra cái sự lựa chọn liên tục tiến về phía trước thì anh chị mới hạnh phúc trọn đời. Và có một cái câu mà chủ tịch nãy nói không biết các anh chị hiểu không, đó chính là tôi á, là tôi rất là sợ hối tiếc. Tôi sợ hối tiếc rằng là khi tôi không làm, tôi từ bỏ một cái điều đó tôi không làm, tôi sẽ sợ nhất cái cảm giác là hối tiếc. Bao nhiêu số anh chị sợ nhất cảm giác hối tiếc ạ? Ở đây là mấy cái chương trình du lịch của câu lạc bộ là em không bao giờ dám từ chối. Cỡ nào em thì cũng nói cỡ nào tôi cũng phải tham gia. Cái chương trình World Cup vừa rồi em thì cũng nói là cỡ nào tôi tham gia và em thấy nó tham gia được. Em thấy rất là sợ hối tiếc. Và cái đợt mà nhảy dù của các anh chị cùng với câu lạc bộ đi Dubai nhảy dù, thật sự là em rất sợ độ cao. Độ cao là ý là sợ mấy cái trò chơi mạo hiểm đó, là em rất là không 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 dám chơi. Nhưng mà em sợ nhất là cái sự hối tiếc rằng là khi mình không nhảy dù, những cái người đó họ nhảy giờ khè mình á, mà nói là trời ơi Thêu ơi nhảy xuống lắm Thêu ơi, mà mày không nhảy từng kia sợ mày ngồi đâm tiếc. Em sợ cái cảm giác mà ngồi bị tiếc nó hơn là cái cảm giác mà mình ráng vượt qua cái nỗi sợ. Ở đây là cái người hồi nãy nói rằng là các anh chị, cái thứ tôi sợ nhất là tôi sợ hối tiếc. Vì vậy nên là tôi luôn luôn chọn là hành động hết mình để tôi không còn cái gì tôi phải sợ, để tôi không hối tiếc cái gì cả. Để trong cuộc đời của tôi không phải hối tiếc cái gì. Tại vì tôi đã làm tốt nhất rồi, dù nó có tốt, dù cái kết quả nó có ra sao thì tôi cũng đã làm hết mình rồi. Tôi cũng đã sống hết mình của tôi rồi. Được không các anh chị? Thế anh chị có hạnh phúc không ạ? Anh chị giữ cái sự cái hối tiếc đó, nó đâu phải là nó xảy ra một lần sau rồi anh chị dẹp nó được đâu, nó cứ đeo đạp đeo bám anh chị suốt cuộc đời nó, mà nó cứ đeo bám hoài. Cứ mỗi lần mà đụng tới cái chuyện đó là anh chị tiếc, đụng tới cái chuyện đó là anh chị tiếc tiếc tiếc. Và một cái điều nữa đó chính là gì ạ? Một cái ý nữa mà em muốn anh chị hãy nhớ trong cái bài chia sẻ lúc tối này ha, là anh chị hãy sau khi mà anh chị đã giải quyết được cái sự hòa hợp ở bên trong anh chị rồi á, sau khi mà anh chị đã dẹp đi được những cái con cái suy nghĩ cái niềm tin mà nó không hỗ trợ cho anh chị thành công rồi á, khi mà anh chị đã dẹp bỏ được cái sự mâu thuẫn rồi anh chị, nhưng mà anh chị đã dẹp bỏ được cái sự mâu thuẫn, ví dụ như là trong não các anh chị, trong con người các anh chị nó có hai cái niềm tin đúng không ạ, có hai cái niềm tin, một là cái niềm tin hỗ trợ cho anh chị thành công, một cái niềm tin nó không hỗ trợ cho anh chị. Nhưng mà sau khi anh chị đã dẹp bỏ hết đi cái niềm tin nó không hỗ trợ anh chị rồi thì cái việc của các anh chị là phải cam kết rằng là kể từ giây phút này trở về đi, anh chị chỉ tiếp nạp những cái niềm tin hỗ trợ cho anh chị thành công và tiếp tục tiến lên phía trước và không có quay đầu lại để mà nhận mấy cái mớ kia nữa. Anh chị vô mà anh chị phải cam kết cái điều đó. Thế bây giờ em hỏi các anh chị là sau khi mình chữa lành rồi, mình đã hòa hợp ở bên trong rồi, cái tự nhiên cái anh chị nơ thêm cái đống rác ném vô nhà nữa thì liệu anh chị có thành công, nối tiếp thành công được không? Sau khi mình đã hòa hợp, mình giải quyết được cái vấn đề bên trong của mình rồi, nhưng mà mình lại tiếp tục cái thói quen cũ, vẫn cái tiếp tục tiếp xúc với những cái thứ nó không tốt cho cái niềm tin của mình, những tiếp xúc với những cái niềm tin, những cái suy nghĩ nó không hỗ trợ cho mình thành công, thì anh chị có bị lại không ạ? Nên là nó mới có cái câu là kỷ luật. Cam kết kỷ luật là không có dính vô mấy cái mớ niềm tin không có giúp anh chị thành công nữa. Anh chị hình dung hôm đó không? Nên là nó mới có một cái điều đó chính là tạo ra được kết quả thành công là chuyện dễ dàng, nhưng mà duy trì được cái kết quả đó và tăng trưởng lên nó mới là một cái vấn đề. Bao nhiêu số anh chị thấy những người ngoài kia họ họ rất là đơn, họ có thể làm những cái chuyện đó rất là đơn giản nhưng mà họ vẫn tạo ra được tài chính không ạ? Họ vẫn tạo ra được tiền không ạ? Họ vẫn tạo ra nhiều tiền không ạ? Nhưng mà cái câu chuyện là giữ được cái thành công đó và tiếp tục gia tăng cái tài sản đó lên á, được hay không nó là cái câu chuyện khác. Cái chuyện mà anh chị giảm được cân á là cái chuyện dễ dàng, nhưng mà giữ được cái cân nặng đó suốt hết cuộc đời nó là một cái chuyện, nó là một cái chuyện mà là một câu chuyện khác, câu chuyện hơi bị khó. Anh chị có công nhận với em không? Anh chị nào ở đây mà mình đã xây dựng được cái cơ bắp, một cơ thể khỏe mạnh và cân đối cơ bắp đầy đủ cho cơ thể anh chị, đó là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà anh chị giữ được cái cơ bắp đó, cơ thể đó đến cuối cuộc đời hay không, nó là một cái chuyện,
nó là một câu chuyện khác. Nên là ở đây chúng ta mới cần tập trung, kỷ luật, cam kết rằng là phải sống như vậy đến hết cuộc đời. À, phải sống như vậy và tiếp tục tăng trưởng cho đến hết cuộc đời của mình. Chứ không nó mắc cái công gì ạ? Mắc cái công chữa lành, mắc cái công hòa hợp, mắc cái công ăn uống rồi kiêng cử, rồi bắt đầu ăn uống lành mạnh, rồi bắt đầu tập thể dục thể thao, có body đẹp đúng không? Công tình xây dựng cái body đẹp quá trời đẹp. Cuối cùng quay trở lại như cũ, công tình vô đại học không? Hôm nay bắt đầu vô thức dung rồi thức khuya rồi học rồi đọc sách rồi phát triển rồi tạo ra tiền tài chính thành công ngon lành cành đào đúng không? Tự nhiên cái phá banh hết. Anh chị hiểu nó mà, rồi đó là cái ý cuối cùng mà anh chị đã được hiểu ở đây. Để em theo xin dành ít phút để mà nốt lại cái nội dung cho các anh chị ha. Đầu tiên đó chính là chúng ta nhớ rằng là thế giới bên trong á, thì tạo ra thế giới bên ngoài, cái quy luật trong ngoài, anh chị luôn nhớ ha, trong ngoài. Và cứ ở bên ngoài nó không hạnh phúc thì sao ạ? Ở bên ngoài của mình nó không hạnh phúc thì chúng ta phải nhìn lại, nhìn vô bên trong của mình. Chúng ta phải luôn nhìn vào bên trong của mình. Nếu như mà có ai đó đến không hòa hợp với mình và cái tình huống nó xảy ra nó làm cho mình cảm thấy nó cay đắng như cuộc đời mình quá, là mình phải nhìn vào bên trong xem thử rằng mình đang bị mâu thuẫn ở đâu. Thì thường là anh chị sẽ bị mâu thuẫn ở về tài chính đúng không ạ? Về tài chính, sức khỏe và mối quan hệ. Sức khỏe, mối quan hệ. Ví dụ như tài sản của mình tự nhiên nó vơi đi là chúng ta phải coi thử, chúng ta phải coi lại bên trong của mình. Hoặc là cái mối quan hệ của mình là mình nói chuyện với người thân đó, không ai tin tưởng mình, ai cũng la, ai cũng trách cứ mình, ai cũng không hiểu mình, là chúng ta phải nhìn lại ha. Thì chúng ta nhìn lại bằng cách là chúng ta sẽ quan sát bản thân của mình và chúng ta nạp những cái tư duy trong câu lạc bộ á, chia sẻ cho anh chị những cái bộ tư duy hàng ngày đó. Anh chị hãy xem thử rằng là mình có bị lỗi ở đâu hay không. Thì nó dựa vào cái quá trình học tập và thay đổi mỗi ngày. Không có gấp, đừng mà không có cần phải gấp. Rồi, không có cần phải ép mình là đừng có trách mình là tại sao mày không hiểu, đừng có trách cái kiểu đó, từ từ rồi chúng ta thay đổi được hết. Rồi, và cái tiếp theo nữa là anh chị phải nhớ rằng là những cái niềm tin từ hồi xưa đến nay á, là nó có thể đúng và nó không có gì xấu cả, nhưng mà nó không giúp mình thành công. Đơn giản là nó chưa hỗ trợ cho mình thành công. Thì bây giờ mình chọn những cái niềm tin hỗ trợ cho mình thành công, được không các anh chị? Những cái niềm tin, chúng ta chọn những cái niềm tin hỗ trợ chúng ta thành công hơn. Và một cái ý nữa mà anh chị sẽ luôn nhớ đó chính là cái công thức để giúp cho chúng ta luôn luôn hạnh phúc. Luôn luôn hạnh phúc là gì? Sự kiện cộng với là cái thái độ của mình, và nó tạo ra cái kết quả trong cuộc đời của mình. Nên là nếu như trong cuộc đời của chúng ta nó có cái chuyện gì xảy ra mà không có như ý, thì cứ sao ạ? Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, cứ bình thường, cứ yên đẹp và luôn luôn có một cái thái độ gì các anh chị, tích cực và phát triển, tích cực và luôn luôn phát triển, luôn hướng về cái sự phát triển đi lên các anh chị nha. Chuyện này xảy ra giúp cho tôi thành công được cái điều gì, được không các anh chị? Đó là anh chị hãy lưu ý những cái nội dung mà em có tóm tắt lại cho các anh chị nè. Để em xem nó còn cái ý gì nữa không. Rồi, hầu như là tất cả là đầy đủ rồi đó. Và muốn mà chúng ta ở bên ngoài mà nó hòa hợp thì ở bên trong chúng ta phải hòa hợp trước anh chị ha. Chúng ta phải chữa lành ở bên trong, chúng ta phải có cái sự hòa hợp. Thì cái này anh chị đọc sách sức mạnh tiềm thức với em, hoặc là vào những cái chương trình huấn luyện chuyên sâu câu lạc bộ là chị giải quyết rất là nhanh, được không ạ? Rồi, xin cảm ơn tất cả anh chị. Đó là nội dung em muốn ôn tập cho các anh chị trong tối ngày hôm nay. Không biết là có giúp cho các anh chị hiểu bài hơn không ạ? Rồi, em sẽ giải đáp câu hỏi của một số anh chị hồi nãy anh chị hỏi ha. Đầu tiên á, là anh Tâm My có nói rằng là giúp cho anh có thể là viết thư đúng không ạ? Viết thư, ok, cái này lát em sẽ dành 3 phút thôi để làm cùng với các anh chị. Rồi cái câu hỏi số 2 là của chị Kim Thư hay là Kim Như nhỉ? Thì nó là hãy hướng dẫn anh chị cái cách để mà thay đổi. Còn thứ ba đó là chị Tài, đúng không ạ? Chị Tài nói rằng là bây giờ làm sao để chị thay đổi được cái điều đó. Thì đối với chị Tài thì chị có thể hàng ngày chị vào Zoom câu lạc bộ và chị tiếp xúc với tư duy trong sách, nói chuyện với em thơ, hoặc là trong câu lạc bộ, những buổi Zoom của câu lạc bộ. Và chị đang được tham gia chương trình chuyên sâu là 6 ngày làm chủ cuộc đời. Thì mỗi cái tuần như vậy nó sẽ giúp cho chị thay đổi dần, được không ạ? Anh chị, nhưng mà nó không có làm cho anh chị biến đổi ngay lập tức rồi ạ. Nhưng mà trong cái chương trình 6 ngày chủ cuộc đời nó sẽ có 3 cái ngày cài đặt cho chị về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Thì chị học xong 3 cái ngày đó là mọi thứ của chị nó khác đi,
Rồi còn cái gì rồi, anh chị nào hỏi không ạ? Hồi nãy có câu hỏi nhỉ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ viết thư. Thì hôm qua em có hướng dẫn cho các anh chị đúng không ạ? Thì cái chương trình viết thư này em sẽ gác lại ngày hôm sau đi, tại bây giờ nó cũng hết giờ rồi các anh chị ha. Ok, hôm sau em sẽ dành một cái buổi hướng dẫn cho các anh chị viết thư và giao tiếp với vũ trụ, giao tiếp với tiềm thức được không ạ? Rồi cảm ơn các anh chị đã dành thời gian nghe em thư chia sẻ và lắng nghe. Không biết là giúp cho các anh chị thay đổi được cái điều gì mà anh chị có hiểu hơn mà. Anh chị có biết rằng là mình phải làm cái điều gì chưa? Và từ nay về sau anh chị luôn luôn nhắc cho mình ha, thói quen này nha anh chị. Rồi cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều ạ. Và bây giờ em Thư xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị nha. Mở mic tuyên bố nha các anh chị. Rồi, tôi là người thành công. Tôi là người thành công, tôi là người tôi là người thành công, tôi là người giàu tôi là có, tôi người là người khỏe khỏe mạnh, mạnh, tôi là người thành công, mạnh, tôi là người tôi quen là làm người thành vô cùng tôi là người thành công, 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 tôi